Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với series về các siêu anh hùng trong Marvel. Và lại là tôi RAV đây. Ngày hôm nay thì tôi sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ tri thức mà chắc hẳn ai ở đây cũng biết rồi. Đó chính là Iron Man nha anh em, hay còn thường được gọi là người sắt ấy. Trời ơi, những ai là fan của Iron Man để lại ngay một like cho cái video này đi chứ còn gì nữa. Nói chung là các bạn chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ hiểu cái nhân vật của tôi nó mạnh như thế nào rồi. Nó mạnh tới cái mức mà từ trong ra ngoài luôn cơ. Anh em nhìn quả dâu này, trông có giống mấy sugar daddy bên trong nhiều tiền bên ngoài soái ca không? Tôi cũng chỉ ước mình có được bộ dâu này để ngoài đời đi tán gái thôi, chứ chả cần phải mặc giáp hay là gì nhiều đâu. Thôi thì tôi cũng muốn giới thiệu qua luôn cho những ai chưa biết. Tôi là một tỷ phú người Mỹ, một ông trùm ngành công nghiệp, một kỹ sư thiên tài. Và tôi cũng là một siêu anh hùng sở hữu một cái bộ giáp. Nó sẽ ban cho tôi những cái sức mạnh siêu nhiên mà không hề ai có được. Và một điều đặc biệt ở đây là tất cả những bộ giáp đó đều là do chính bàn tay tôi thiết kế nha mọi người, chứ không phải là mua hàng trên Shopee đâu. Thậm chí là tôi tự thấy tôi rảnh tới cái mức mà còn tạo ra hàng trăm hàng nghìn bộ giáp nữa cơ. Nhưng mà tiếc là bây giờ nó đã bị phá hủy và hỏng hết rồi. Bởi vì đang ngày tận thế mà anh em, robot nó đã xâm chiếm khắp nơi trên thế giới. Và các vị siêu anh hùng thì đang mất tích. Nếu ai mà đã xem hai cái tập trước thì chắc hẳn anh em cũng đủ hiểu là bọn robot này nó sức mạnh như thế nào rồi đúng không? Đấy, phóng sự còn đưa tin đầy ra đây này. Thật sự thì tôi cũng chỉ vừa mới được giải cứu bởi anh bạn Hulk và cô gái người cao su thôi, chứ không thì tôi giờ này chắc cũng đang là một trong những siêu anh hùng bị mất tích rồi đấy. Tôi đã phải ẩn nấp rất nhiều ngày và trốn ở bên trong một cái khu rừng, bởi vì các bộ giáp của tôi đều hỏng hết rồi mà. Robot thì bao vây xung quanh, nếu mà ra ngoài là sẽ bị giết chết ngay. Nhưng mà vào một ngày đẹp trời, tự nhiên bước ra ngoài tôi lại gặp được anh bạn Hulk và cô gái người cao su. Họ nói là họ đã bắt được tín hiệu của tôi ở đây và tới để giải cứu. Khá là may mắn phải không? Khổ nỗi là tôi vẫn phải đấm cho thằng Hulk một phát, bởi vì tại sao nó không tìm ra tôi sớm hơn. Nó cứ lòng vòng ở đâu mấy ngày qua, để tôi khổ sở trong cái khu rừng này vậy. Tôi rất là tức giận luôn. Nói chung là sau khi bị ăn đấm tòe mỏ thì nó cũng khá là hối lỗi và nó cũng đứng để an ủi tôi. Và nhân tiện thì nó cũng nói thêm là nó có mang theo một ít nhiên liệu để tôi chế tạo ra một bộ giáp mới và cùng thoát khỏi đây. Tất nhiên là với khả năng thiên tài kỹ sư của mình thì tôi có thể làm được một bộ giáp giống hệt như bộ giáp ban đầu rồi. Chỉ khác là nhìn trông nó hơi phèn một tí thôi, chứ tôi vẫn có thể bay lượn và đánh nhau được. Và thế là bọn tôi đã cùng tiêu diệt lũ robot xung quanh và quay trở lại về con tàu này. Tiếc là sau cái vụ chiến tranh lần trước thì con tàu bây giờ đã bị hỏng nặng rồi và sẽ không thể cất cánh bay đi đâu được nữa. Thế nên bọn tôi đã kẹt lại ở đây, một cái vùng sa mạc nào đó. Thật sự thì tôi cũng có thể sửa tàu thôi, nhưng mà nó sẽ rất mất thời gian. Thậm chí là nó mất lên tới tầm 1-2 năm gì đấy mới có thể sửa xong được. Nói chung là tất cả các động cơ và máy móc quan trọng cũng đã bị phá hủy hết rồi. Nếu muốn đi lại chỉ có thể đi bằng máy bay nhỏ thôi. Đây, tôi cho các bạn nhìn xem bảng thông tin của con tàu này, đỏ lư luôn. Thôi, việc sửa chữa con tàu để sau đi. Bây giờ tôi sẽ đi dạo vòng vòng xung quanh cái vùng sa mạc này để tìm kiếm thêm nhiên liệu và chế tạo lại cái bộ giáp Iron Man cũ. Có gì cứ tập trung sửa đi Hulk nhá. Tao đi ra ngoài bên kia tao bay vòng vòng tí, xong lát nữa tao về sau. Đây, tôi sẽ đi bằng cái máy bay nhỏ này nha mọi người. Đó, bay gần thôi chứ không nó sẽ hết năng lượng mất. Ủa, trên máy bay có một bộ giáp dự phòng các bạn ơi. May thế nhở. Mặc dù hơi cũ kỹ một tí nhưng mà chắc vẫn sử dụng được. Giờ thì lên đường nào. Ok, tới nơi rồi các bạn ơi. Phía dưới đây là khu căn cứ cũ của tôi từ nhiều năm trước. Tôi sẽ đi vào đó và tìm thử nhiên liệu xem sao. Hy vọng là vẫn đủ để chế tạo lại bộ giáp Iron Man màu đỏ ngày xưa. Hy vọng là xung quanh đây sẽ không có kẻ địch nào. Cái vùng sa mạc nó trông hoang vắng thế này cơ mà. Từ từ, để tôi thử lại một vài chức năng xem sao. Ồ, vẫn có thể bắn được các bạn ơi. May quá. Ok, vào trong nào. Giới thiệu với mọi người thì đây là khu căn cứ cũ của tôi. Và sẽ có rất nhiều nhiên liệu trong này để tôi lấy. Ôi, cái gì đây? Tôi chết rồi, bọn robot cũng đã xâm chiếm cả khu này rồi. Trời đất ơi, phải xử bọn nó nhanh thôi. Cái bộ giáp này nếu đánh nhau lâu thì sẽ không ổn đâu. Rất là đông luôn các bạn ạ. Rồi, thế là xong. Anh em nhìn này, cái bộ giáp dự trữ tôi đang mặc nó cũ từ cái mức mà chỉ đánh nhau một tí thôi, nó cũng đã cảnh báo quá tải rồi. Chắc là tôi sẽ phải nhanh lên. Đây rồi, tôi đã tới được phòng nhiên liệu rồi các bạn ơi. Vào lấy nhanh rồi thoát khỏi đây nào. Tôi đã tới nơi. Ok, tôi đã lấy được nhiên liệu rồi. Giờ thì ra khỏi đây nào. Hy vọng là đi bằng cái cửa này sẽ không có một ai chặn đầu, hay là một con robot gì đó. Thôi xong rồi, bọn chúng đang bao vây khắp nơi. May quá, về được cái máy bay rồi. Thoát khỏi đây thôi. Trời đất, mệt thật đấy. Cuối cùng cũng xong. Tôi đã lấy được một ít nhiên liệu từ cái nhà máy vừa nãy rồi. Giờ thì chế tạo thôi. Sửa lại cái máy bay phát. Bay có tí đã hỏng hết cả điện rồi. Trời đất, đen thật đấy. Ok, giờ thì chế tạo lại nào. Bộ giá màu đó. Yes, anh em thấy chưa? Tôi đã ngầu trở lại rồi. Mặc dù nó không được xịn như cái bộ giáp ngày xưa của tôi, nhưng mà được như thế này là cũng ngon lắm rồi. Bởi vì kim loại và các chất liệu từ bộ giáp này đều là hàng hiệu. Đi luyện tập một tí cho nó nóng tay chân lên cái nào. Lâu lắm chưa mặc lại cái bộ giáp màu đỏ này các bạn ạ. Rồi, trông quá ngầu. Đó, thấy chưa anh em? Có bộ giáp này tôi có thể né một cách dễ dàng thôi. Ây da. Ok, giờ thì bọn tôi sẽ lên đường và đi tìm các vị siêu anh hùng khác nha. Rất nhiều chỗ đã bị xâm chiếm và bọn họ có thể ở bất cứ đâu. Có một khu căn cứ robot ở gần đây và nó nằm bên trong tại một cái thành phố cực kỳ lớn. Được rồi, giờ thì lên đường nào. Có bộ giáp này thì tôi chả sợ cái gì cả. Bọn tôi đã tới nơi. Khu căn cứ đó ở gần đây. Hy vọng là tôi sẽ tìm thấy được Thor hay là Captain America gì đấy, không biết nữa. Ba bọn tôi sẽ cùng chiến đấu. Người khổng lồ xanh và cô gái người cao su sẽ là người bạn đồng hành của tôi. Chúng ta sẽ cùng chia ra hai hướng nha Hulk. Nhớ là phải tiêu diệt tất cả robot trên đường đi đấy. Tôi sẽ đi cái hướng bên này đi. Chắc chắn bên trong thành phố sẽ có nhiều robot lắm đây. Khu căn cứ bọn nó ở gần mà. Kia rồi. Tôi đã đi vào sâu trong thành phố. Có ai xung quanh không ta? Không biết là trung tâm khu căn cứ đó ở đâu nhỉ? Chắc là tôi vẫn phải đi dạo vòng vòng mới được. Ở dưới có kẻ địch. Tiêu diệt nó thôi. Ây da. Cái gì mà khỏe vậy. Rồi, có những cỗ máy ở trên này. Tôi đã đi sâu vào bên trong nữa. Hình như cả cái khu này đã bị bọn nó cài đặt máy móc hết rồi. Có rất là nhiều robot đang canh ở đây. Đi đâu cũng bị bắn hết. Ôi giời, con này to quá các bạn ơi. Đánh nó cẩn thận mới được. Chả hiểu bộ giáp mới của tôi tự nhiên nó lại bị quá tải mới sợ chứ. Rồi, bọn tôi đã đi vào sâu bên trong. Tôi sẽ triệu hồi cỗ máy Hulkbuster của mình. Đấy, ngầu chưa anh em? Giờ thì lên nào. Đập phá cả cái khu căn cứ robot này đi. Chắc chắn vị siêu anh hùng khác trong Marvel sẽ ở đây thôi. Ui giời ơi. Với sức mạnh của Hulkbuster thì mấy bọn xung quanh chỉ là bọn tép diêu thôi. Này, đau chưa? Đồ với chả bốt. Bọn tôi đã vào được sâu bên trong rồi. Đập mạnh tay lên cái thằng Hulk này. Đấy, nó phải như thế. Quá đông. Không ngờ là công nghệ của bọn nó lại tân tiến như vậy. Rất là nhiều máy móc xung quanh. Tôi đã đi sâu vào bên trong các bạn ơi. Bộ giáp Hulkbuster tự nhiên hết nhiên liệu rồi. Chả hiểu. Đúng là thời tận thế mà, cái gì nó cũng khó khăn. Giờ thì tôi phải chiến đấu bằng tay không vậy. Cuối cùng bọn tôi đã phá hủy được cái khu căn cứ tiếp theo. Và tôi đã tìm ra được một thông tin cực kỳ hay. Đó chính là Black Widow đang trà trộn vào bên trong bọn robot đó. Vậy thì các bạn muốn biết như thế nào ư? Hãy đón xem vào tập sau và đừng quên để lại một đăng ký kênh và 10.000 like cho video này để có tập 4 về tựa game Marvel Avengers.